Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một cặp bàn thờ sen hàng siêu khủng. Hàng siêu khủng, chúng tôi nhấn mạnh đây là hàng siêu khủng do nghệ nhân chế tác. Đấy, chiếc một cặp bàn thờ này được Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh Việt ở tại Cầu Giấy, Hà Nội. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội đã đặt hàng cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Từ khi làm mộc cho đến lúc hoàn thiện, anh đã về đặt hàng và anh về ký nhận phần mộc. Anh rất ưng ý và phấn khởi với sản phẩm này. Thì ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, quay lại đoạn video clip để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng cũng như là gia đình anh Việt ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thấy được cái siêu phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đây là mẫu sập thờ sen hạc, hàng siêu khủng. Chúng tôi nhấn mạnh đây là hàng siêu khủng do nghệ nhân chế tác đục tích gia đình thủy tộc, tức là sen cò đây. Đấy, tôm cua và sen cò đục kênh bong. Những cái dạ này chúng tôi đục kênh bong siêu đỉnh cao đẳng cấp. Đấy, các bác nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chân cũng là chân vuông 20 phân. Đấy, đục hạc, chân đục tứ diện luôn. Một cái ván mặt này chúng tôi là làm liền một tấm hàng siêu đỉnh cao. Chúng tôi nhấn mạnh là hàng siêu đỉnh cao, tức là hàng khủng đấy. Hàng này hàng 100% là do nghệ nhân chế tác nhé. Đấy, đây là hàng nghệ nhân chế tác. Chân hậu chúng tôi cũng đục. Chân hậu này rất đẹp, rất đỉnh cao. Hôm trước anh Việt đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân tôi để tham quan, đã ký nhận chiếc sập thờ này. Tiếp nữa là một chiếc bàn thờ, gọi là bàn nhỏ, gọi là bàn cơm cũng được, bàn cúng cơm. Đấy, chiếc bàn cúng cơm này chúng tôi là đục tứ diện, đục bốn mặt như nhau này. Hàng khủng do nghệ nhân chế tác, chúng tôi nhấn mạnh đơn hàng do nghệ nhân chế tác. Đấy, khách hàng nào mà thích chơi hàng khủng thì hãy về với đồ gỗ Thành Luân. Cơ sở của tôi là chuyên làm hàng khủng, hàng đẳng cấp và đỉnh cao. Mọi thông tin chi tiết khách vui lòng liên hệ với Thành Luân theo số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chiếc cặp bàn thờ này là có kích thước 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.